Cho ít phút ở đây để dụ thêm một con nữa này nhanh lên. Đi đâu? Mưa nữa hả? Thôi chắc đi về quá. Đi cái này chắc về được. Về tắm rửa nước ấm liền chứ không là bệnh liền. Hôm nay mình đi công viên chim chơi nè. Vui ơi là vui luôn. I'm so happy today. Chim nó vào hả? Nè, em biết chim vào nè.